tình hình hết sức phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh đã cho đóng rất nhiều chợ để giảm nguy cơ lây nhiễm. Cũng từ đây thì những dịch vụ đặt hàng online trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Từ chiều tối ngày 6 tháng 7, rất nhiều ứng dụng giao đồ ăn online có lượng đặt mua thực phẩm tươi sống tăng nhanh. Các mặt hàng như trứng, thịt, đồ hộp bị đóng lại vì hết hàng. Trong khi đó, tại các siêu thị thì lượng khách mua trở nên đông hơn bao giờ hết. Theo thông tin khi xem vào một số cửa hàng dịch vụ có gọi đồ ăn sống online thì có thể thấy các mặt hàng như trứng, đồ hộp, thịt cá đều hết hàng. Phía nhân viên của hệ thống siêu thị giải thích rằng mặt hàng trên kệ sẽ hết sớm thay vì tùy vào từng ngày, phụ thuộc vào nhu cầu của người mua. Trước thông tin này, rất nhiều cư dân mạng nhận định các siêu thị nên có biện pháp kiểm soát cụ thể để kiểm soát số lượng người tập trung khi mua hàng. Việc chợ đóng cửa nhưng lại đua nhau tập trung đông đúc nơi siêu thị là điều hoàn toàn không hợp lý. Việc tập trung đông người có thể gây ảnh hưởng đến công tác phòng dịch. Ngoài ra, dân tình cho rằng việc ứng dụng online là điều nên làm và cần phải phổ biến rộng rãi hơn nữa. Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh hết sức phức tạp. Chính vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến công tác phòng dịch.